Xin kính chào tất cả quý anh chị khách hàng đã quay trở lại với kênh Toyota Daily. Và em là Toàn, nhân viên tư vấn bán hàng của đại lý xe Toyota. Hôm nay kênh Toyota Daily đã quay trở lại và sẽ mang đến cho quý anh chị một chiếc clip rất đặc biệt về cập nhật chương trình khuyến mãi ở những ngày đầu tiên của tháng 9 năm 2023 này. Và đó là gì? Chính là chương trình khuyến mãi của Toyota Vios 2023 ở thời điểm tháng 9 này đang được hỗ trợ lên đến 100% lệ phí trước bạ. Rất đặc biệt, rất ưu đãi ở thời điểm này. 100% thuế, quý anh chị mua xe không cần phải tốn một đồng tiền thuế nào cả, kể áp dụng cho cả 3 phiên bản 1.5 MT, 1.5 ECVT và 1.5G. Và trước màn hình của quý anh chị và cũng như là clip ngày hôm nay là cập nhật cho quý anh chị về sau khi áp dụng 100% thuế thì Toyota Vios 1.5G trước màn hình của quý anh chị đây sẽ có mức giá lăn bánh chi tiết tại thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh huyện sẽ như thế nào. Và với việc hỗ trợ thuế như vậy thì quý anh chị còn sẽ được gì nữa? Từ kênh Toyota Daily, quý anh chị còn được một gói phụ kiện trang bị full theo xe cơ bản. Và trước khi đến phần báo giá lăn bánh và cập nhật chương trình khuyến mãi cho quý anh chị thì xin mời quý anh chị cùng em một lần nữa nhìn ngắm lại những ưu điểm, nhược điểm, những review chi tiết cụ thể về chiếc Toyota Vios 1.5G này, rồi sau đó Toyota Daily sẽ báo giá lăn bánh chi tiết cho quý anh chị tham khảo. Xin mời quý anh chị. Toyota Vios 1.5G 2023 về thiết kế tổng thể, mẫu xe không có nhiều thay đổi so với trước đây, nhưng cũng đem lại một diện mạo tươi mới, trẻ trung và hiện đại hơn. Vẫn áp dụng ngôn ngữ thiết kế Kinlook, nhưng Vios 1.5G được tinh chỉnh một số chi tiết giúp mẫu xe này sở hữu những đặc điểm thiết kế tương tự đàn anh Atiq. Kích thước tổng thể bên ngoài vẫn duy trì thông số như phiên bản tiền nhiệm. Trên bản nâng cấp mới có thiết kế phần đầu xe thay đổi. Điểm nhấn lớn nhất là cụm đèn pha full LED với thấu kính Rochester được tạo hình thể thao, trẻ trung hơn, tích hợp tính năng bật tắt tự động. Bên cạnh đó, cụm lưới tản nhiệt của xe cũng được làm to hơn, tạo hình kiểu 3D sắc nét. Cụm đèn LED với thiết kế khỏe khoắn với dải định vị ban ngày chạy dọc bên dưới khá đẹp mắt và ấn tượng. Thêm vào đó, đèn sương mù LED cũng được giữ nguyên cho cả 3 phiên bản. Thân xe trông khỏe khoắn và năng động nhờ hai đường gân dập nổi vuốt cong bên trên và uốn dài phía dưới. Gương chiếu hậu cũng được đặt ở trụ A với đầy đủ các chức năng cơ bản bao gồm chỉnh điện, gập điện và đèn báo rẽ. Điểm nhấn lớn nhất ở khu vực thân xe chính là bộ mâm 6 chấu mới tạo hình nan hoa cực kỳ bắt mắt với kích thước 15 inch. Cửa sổ trên xe cũng khá tương đồng với phiên bản tiền nhiệm, sở hữu viền cửa cùng trụ B sơn đen giúp tăng thêm sự liền lạc cho phần đuôi xe. Đuôi xe Toyota Vios 1.5G cũng gần như được giữ nguyên so với thế hệ cũ, vẫn là phong cách thiết kế trung tính. Cụm đèn hậu dù được nâng cấp lên dạng full LED nhưng vẫn là tạo hình cũ trước đó. Điểm nổi nhấn lớn nhất ở phần đuôi xe có lẽ nằm ở phần cản dưới, khi mà khu vực này được sơn đen bóng và làm dày dặn hơn, tạo cảm giác cứng cáp cho xe khi nhìn từ phía sau. Bước vào bên trong có thể dễ dàng nhận thấy nội thất chủ yếu tập trung vào tính thực dụng và gần như không có sự thay đổi về lối bố trí và chất liệu, tiếp tục duy trì lợi thế về độ rộng rãi và tiện dụng như trước đây. Chiếc Vios 2023 phiên bản G dùng hộp số vô cấp CVT chắc chắn sẽ thu hút được nhiều sự quan tâm khi Toyota đã mạnh tay nâng cấp nhiều trang bị hấp dẫn hơn bản cũ, bao gồm màn hình giải trí đa thông tin 9 inch, bản cũ là 7 inch, cộng sạc nhanh Type-C cho hàng ghế phía sau. Một chi tiết cho thấy Toyota thiết kế Vios nhắm đến các khách hàng trẻ tuổi nhiều hơn, đó chính là lẫy chuyển số được đặt phía sau vô lăng, giúp mang đến cảm giác lái xe thể thao hơn. Đặc biệt, hai trang bị hỗ trợ lái cực kỳ giá trị đối với các tài xế mới, đó là cảnh báo va chạm phía trước và cảnh báo lệch làn đường. Đây cũng là một phần của gói an toàn Toyota Safety Sense được cắt ra để mang lên mẫu Vios 2023. Kết luận, so với phiên bản cũ trước đó, rõ ràng Vios 2023 đã cho thấy nhiều sự khác biệt khi đã phần nào rũ bỏ vẻ ngoài già nua, trung tính để trở nên hiện đại và thể thao. Ngoài ra, với mức giá bán giảm nhẹ vào thời điểm thị trường ô tô nói chung đang gặp phải những khó khăn nhất định, khả năng cạnh tranh về giá bán cũng như trang bị an toàn thực tiễn trên Vios 2023 sẽ là điểm tựa để mẫu sedan này phả hơi nóng vào gáy các đối thủ khác. Vừa rồi là những điểm nổi bật mà quý anh chị đã cùng Toyota Daily xem là một lần nữa trên Toyota Vios 1.5G 2023. Bây giờ không để quý anh chị chờ lâu hơn nữa, Toyota Daily sẽ đến với phần báo giá lăn bánh chi tiết tại tỉnh và thành phố Hồ Chí Minh. Với mức giá niêm yết của mẫu xe này là 592 triệu đồng. Vậy thì để mẫu xe này lăn bánh, quý anh chị bắt buộc phải các khoản chi phí như sau. Thứ nhất, thuế trước bạ hiện tại là 0%. Thứ hai, phí biển số tại thành phố Hồ Chí Minh là 20 triệu đồng. Phí biển số ở tỉnh huyện sẽ là 1 triệu. Các chi phí bắt buộc cần phải có nữa như bảo hiểm dân sự, phí đường bộ, lệ phí đăng kiểm thì bao khoản chi phí đó tầm khoảng từ 2 đến 3 triệu đồng nữa. Sau khi cộng hết tất cả các chi phí bắt buộc phải có, quý chị lăn bánh mẫu Toyota Vios 1.5G tại thành phố Hồ Chí Minh là 614 triệu đồng, và nếu mà quý anh chị lăn bánh ở tỉnh huyện là chỉ 595 triệu đồng mà thôi. Kính thưa quý anh chị, mức giá niêm yết mẫu xe này 592 nhưng lăn bánh ở tỉnh chỉ 595 triệu đồng. Một mức giá lăn bánh quá hợp lý cho quý anh chị nào đang có sự lựa chọn là Toyota Vios kể cả 3 phiên bản ở thời điểm tháng 9 này. Thì quý anh chị nhanh tay chốt ngay những cái mẫu xe như thế này để có một mức giá lăn bánh cực kỳ hợp lý, mua xe mà không tốn thuế. Và đặc biệt hơn, và quý anh chị phải liên hệ kênh Toyota Daily là để còn được tặng thêm một gói phụ kiện trang bị full theo xe đầy đủ khi mà quý anh chị mua mẫu xe này.
tùy theo mục đích sử dụng xe của quý anh chị là gì, ví dụ như là gia đình hay là mua xe mục đích kinh doanh, thì cho Toyota Daily sẽ cân đối và cũng như là tư vấn và tặng cho quý anh chị những cái gói phụ kiện trang bị phù hợp để quý anh chị lăn bánh mẫu xe này ngoài đường nó đúng với cái mục đích sử dụng xe của quý anh chị, thì Toyota Daily sẽ xin được tư vấn chi tiết cho quý anh chị khi mà quý anh chị liên hệ trực tiếp qua số hotline bên dưới màn hình. Và những quý anh chị khách hàng đang có nhu cầu mua xe trả góp thì chỉ cần chuẩn bị giúp em với số tiền tối thiểu là 121 triệu đồng. Và hiện tại Toyota Daily sẽ hỗ trợ cho quý anh chị với hai gói lãi suất. Gói thứ nhất hỗ trợ cố định xuyên suốt thời gian vay 1 năm với lãi suất mỗi tháng là 0.8% cho 1 tháng. Và gói thứ hai hỗ trợ cố định xuyên suốt thời gian vay cho quý anh chị với lãi suất mỗi tháng là 0.88% cho 1 tháng. Cả hai gói mà Toyota Daily vừa báo cho quý anh chị thì đều có thể vay được lên đến là 8 năm và vay được tối đa là 80% giá trị xe. Những quý anh chị khách hàng đang xem clip này mà muốn biết được giá lăn bánh chi tiết tại nơi mình ở, hoặc là có muốn biết được cái bản gốc chi tiết ngân hàng mỗi tháng phải chi trả là bao nhiêu tiền, thì hãy liên hệ kênh Toyota Daily để được gửi nè bản giá chi tiết, gửi bản gốc chi tiết ngân hàng mỗi tháng trả bao nhiêu tiền để quý anh chị dễ dàng cân đối và quyết định hơn. Nếu mà anh chị khách hàng đang xem video này mà chưa nhấn like và đăng ký kênh thì cho em xin một like cũng như là một đăng ký kênh để em có thêm nhiều động lực nữa, làm thêm nhiều clip để cập nhật liên tục những cái chương trình khuyến mãi sắp tới của nhà Toyota để dành tặng cho quý anh chị để tham khảo. Còn bây giờ xin chào và gặp lại quý anh chị một video kế tiếp.